Anh này mới thâu sao có bài học. Ồ, mà trên file của cô Ngọc Trân có thâu bài đó. Ông lên nó nghe. Dạ con thâu lại cái đoạn ngắn đó, con ôn lại cho nó dễ. Thí dụ sư đọc rồi có con đọc theo, cái con thâu những cái đoạn mà sư đọc đó, rồi những cái đoạn mà con đọc đó, nhiều khi con chỉnh lại, con sửa lại, tự sửa cho nó dễ. Ừ. Nếu sư quan hỷ cho con thâu thì con học nó dễ hơn. À thì muốn thâu thâu thôi để mình dễ học. Dạ, sư phải mở cái control trong cái máy của sư, như cho phép con thâu thì con mới được thâu. Trong cái máy của sư phải chỉnh. Mở cái gì? Trong cái host, host là cái người điều khiển cái Zoom á, thì trong đó có cái nút là cho cái người muốn thâu phải xin phép cái người host đồng ý mới được thâu, thì sư cho con thì sư phải chỉnh trong cái máy của sư. Không biết cái Mời. đó nữa à. Dạ, vậy cái đó để sau đi sư. Dạ, con cảm ơn sư. Bây giờ mình học đi, tới giờ học rồi. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic và trang nghiêm thân khẩu ý, cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ và con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sāgye kāme ca rūpe ririsi karata te chantali ke vimane di bera te ca kāme tagu vanagahane ge hawan thum hiket te phum ma ca yantu de wa ca la thala visame ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke ya Buddhiwara wajanang sa tha wo me sunan tu thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyambi Buddhang
Saranang gacchami tuti yambi dhammang saranang gacchami tuti yambi sanghang saranang gacchami tati yambi buddhang saranang gacchami tati yambi dhammang saranang gacchami tati yambi sanghang saranang gacchami Iti biso phagawa arahang sama sambuto vijja jarana sambano sugato lo kavidu anutaro purisada masarati satta deva manusanang buto phagawa tinati me saranang anyang buto me saranang warang ê tê na sa cha wa chê na hôn tu mê cha ya măng gà lăng bù ta măng ghê na văn đê hăng ba đa băng xôm qua rút ta măng bù thê yô khá li tô đô sô bù thô thà ma tu tăng ma măng so a kha tô pha gà wa ta tham mô sàm đi thi cô a ka li cô Ehi pasiko o panayiko pacha tangwe ditapo winyu hitinati me saranang anyang pammo me saranang warang ete nasa cawace na hontu me caya manggala puta mangge na wande hang thammang chadui thang warang thamme yo kharito do so thammo khamato tang mamang subati banno phagavato savaka sangho ujubati banno phagavato savaka sangho nyayabati banno phagavato savaka sangho Sami chibati banno phagavato savaka sangho yadidang chata riburisa yugani atha burisa bungala esa phagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo anuttarang punya khetang loka satinati me saranang anyang sangkho me saranang vara ete na sacha vache na hontu me chaya mangalam putta mangge na vande hang sangkhan chadui thotamang sangkhe yo khalito do so sangkho khamato tang mamang Wanda mi che ti yang sa bang sa ba tha de su ba ti thi ta sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bu tha ro ba sa ka lang sa da sa bu the a tha vi sa in cha do da sa in cha sa ha sa ke pa in cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha Tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hàn to sa bê u ba da vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam pu thê panh cha panh nha sanh cha tu vê sa ti sa ha sa kê da sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng Tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hàn to sa bê u ba da vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam pu thê na vu ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê Vì sa ti sa la sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng Tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a da re Na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê Na hằng to sa bê u ba da vê a nê ca An ta ra ya bi vi na san tu a se sa to Sabbe burati maya di saya sata awera sukhi hodu sabbe burati maya
Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe da ki na Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe da ki na Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe pe ti ma Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe pe ti ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe utara Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe utara Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe pai ti uparima Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe he ti ma Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe sa ta a we ra ho nu su ki ta ho nu ni nu ka ho nu ap ya pa cha ho nu a ni ka ho nu di ka yu ka ho nu a lo ga ho nu sam pa ti hi sa mi chan tu su ki a ta na pa ri ha ran tu du ka pa ta cha ni du ka Phaya pata chani phaya soka pata chani soka hontu sape pipani no Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhantu sasanam Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhang tu no garu Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhang tu nyatayo Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhang tupanino Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhang tuno sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học Pháp an vui và tiến hóa ạ. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạch, Nam mô Sang Khai. Xin chào cả lớp. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học phần trả lời câu hỏi bài 15 trước, rồi sẽ sửa phần bài tập còn lại của bài 15. Nếu còn như thời gian thì học tiếp bài 16. À, vậy là bài 15 ha. Giờ trả lời câu hỏi với Độc Đoàn Quang. Đây là phần trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi với Độc Đoàn Quang. Câu 1. Hãy gạch dưới các động từ khả năng cách đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu này thì phải phải đọc đoạn văn thì chúng ta mới trả lời được. Cho nên để câu này ở đây đây. Câu 2. Câu 2 thì khả năng cách được sử dụng trong trường hợp nào? Khả năng cách được sử dụng trong trường hợp nào? Bài học học rồi, khả năng cách được sử dụng trong trường hợp nào? Dạ thưa sư, giờ dùng để nói về có khả năng có thể xảy ra. Đó, khả năng có ba cách sử dụng.
Và cái thứ hai là dùng để khuyên răng một người nào đó. Khuyên răng một người nào đó. Dạ. Rồi còn gì nữa? Cái thứ ba là dùng để nói lên một sự suy nghĩ. Dạ. Nói lên một sự suy nghĩ. Rồi, đó là khả năng cách. Ha. Đây. Dùng để nói về khả năng có thể xảy ra. Dùng để khuyên răng một người nào đó. Dùng để nói lên một sự suy nghĩ. Đó là khả năng cách. Ha. Rồi, đó là câu 2. Câu 2, câu 3. Câu 2. Câu 3. Tìm một động từ có hình thức tương tự như phát chất tí và tập chia động từ đó ở dạng khả năng cách. Câu này thì em trước mình làm rồi. Là phần chia động từ rồi. Câu 4. Gạch dưới các danh từ nam tính về ngữ y có biến cách như manti đã được sử dụng trong đoạn văn và tập chia động từ là tập chia chúng. Phần này thì mình cũng đã làm ở trong phần chia danh từ nam tính về ngữ y như là manti hôm trước mình có chia rồi, giống như là một số danh từ sarathi, sethi chẳng hạn. Rồi, câu số 5. Hãy tập đặt câu với các động từ pasati, marati, pariyesati, karoti theo hình thức khả năng cách. Này về nhà tập đặt. À, tập đặt câu với các động từ này. Rồi đó là phần câu hỏi. Bây giờ mình còn còn một câu hỏi số 1 là phần gạch dưới đoạn văn. Động đoạn văn để em tìm các động từ khả năng cách để em gạch dưới. À. Vậy chúng ta sẽ đọc đoạn văn. Tati vô đề quá đủ tô. Sĩ tát tá ra chát của ngờ rồi. Chà na xà ra thì nà sát thì ma la cành chát rồi viên chát. Rồi đây là phần đoạn văn. Đi dàng. Để xem phần đoạn văn rồi sau đó chúng ta sẽ tìm động từ ở dạng khả năng cách. Chà ri cành. Tati vô đề quá đủ tô. Có ai đó mình tắt mi cái đi. Tati vô đề quá đủ tô. Sittata raja kumaro channa sarathi sathi mahalakancha rovincha pasitova tati yang uyana phumi yang charikang ahindamano nanaratani duksani niwasintang mahajanakayang sannipatitang kitakang kariyamanang sakhinkari so sarathin uchitoa itha kukhalo kalakato aho siti nyatoa anto purang rathang paichapesi vimanang akato so dukhi dummano chatasasati chara panyayi sati yathi panyayi sati maranang panyayi sati ahang attha mariyami tenahi jati charabya thi marnam marnehi pamunjitung vithin pariyesayami ti paichayi panaso irani tehi pamunjitung kathang katung ne vajjanati. Rồi đó là phần đoạn văn. Như vậy mình có bao nhiêu động từ ở dạng khả năng cách, có không sư? Có hai ạ. À. Có hai ở đâu đâu? Dạ mariyami mariyami pariyesayami mi tí. À, pariyesayami tí. Yeah. Đây mình có mariyami là một. Rồi pariyesayami tí là hai. Rồi hai động từ khả năng cách. Giờ xem đọc lại lần nữa rồi mình đọc đoạn văn tí ha.
tati yodi waduto sitata raja kumaro chana sarati sati mahala kanjaru vinjapa sitoa tati yang ujana pumi yang jari kang ahin dayaman ahindamano nanaratani dusani niwasin tang maha janaka yang sani pati tangja yitakang kariya manang sakhin kari so sarathin buchitoa itapukalo kalakato aho si nyatoa anto pure ratthang paichape si vimanang akato so dukhi dum makno jatasa sati chara panyayi sati yathi panyayi sati maranang panyayi sati ahang attha mariyami tenahi jati chara yathi maranehi pamunji tung vithin pariyesiyami ti panchayi panaso idani tehi pamunji tung kathang katung ne vajjanati. Rồi đó là phần đọc đoạn văn. Bây giờ mời lớp giơ tay lên để em tập đọc đoạn văn cái đi ha. Anh Khánh có lên lớp học của anh Khánh? Dạ, dạ có sư. Rồi mời lớp đọc đoạn văn nghiệm sinh cái đi. Dạ, xin mời con. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sikata Raja Kumaro Chana Sarathina Satin Mahalakangja Rojinja Pasitoa Tatiyang Uya Nafu Biyang Jarikang Ahinda Ahinda Mano Nanaratani Usani Niwasantang Mahajana Kayang Sani Patinang Patitang Chitakang Kariya Manang Sakhin Kari So Sarathin Puchitwa Itha Pukalo Kala Kato Aho Siti Nat Nyatwa Ato Pure Ratang Pajapesi. Rồi, được rồi, như đó đi. Dạ. Rồi, mọi người đọc tiếp theo. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Quý ma năng Agatoso Dukhi Dumano Chatasa Sati Chara Bành nhà dí xá tí, quý gia thí, bành nhí, má ra năng, bành nhà dí xá tí, á hàng á thà, má rì già mí, tề ná hí, chà tí chá, rào già thình, má ra nề hí, ba mùn chí tùng quý thình, ba rì dề xài già mì tí, bách chà dí, Banaso idani tehi ba mun chi tùng ca thằng ca tùng nề quá cha na tí con xin hết ạ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tatiyo devaduto sithatha raja kumaro chana sarathina sakthin Mahalak Gamcha Rogincha Pasitoa Tatiyang Guyana Fumiyang Jarikang Ahinda Mano Nanaraktani Dusani Niwasangtang Maha Jana Gayang Sangni Patitang Jitakang Kariya, kariya manang sakhin kari so sarathin bukchitoa itha bukyaklo kalala kalakato aho siti
nhà tòa Antopure Rathang Pachapesi. Thưa xin, xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Tôi con xin đọc ạ. Quý Mang Agato So Mano Yatasa Sati Yara Yara Panya Yisati Yati Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ahang Atta Atta Mariyami Terahi Yati Yara Yati Maranehi Bamun Chitum Viting Pari Yese Yamiti Pa Pacha Ji Pana So Idani Tehi Bamun Chitum Katang Katum Newa Newa Yanati. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tham Mấy Cá Liễu ạ. Bạch sư con xin đọc ạ. Già cha tu mà rồ chẳng lã xa rất ít là rất tình ma à ma ha là cảnh cha dù bình cha bác sĩ tòa ta đi rằng quý già ra phù quý rằng cha di cằng à tìm đã mà lộ là tất tà ni đúc tà ni ni hòa tiền tăng ba hà cha ra cà rằng tà ni ba ti tăng chi ta cằng ta di ra mà lằng tất kinh ta di tổ ta gia đình phúc chi tòa y tha phúc ca đồ cà la tổ a hồ chỉ tị na na tòa nhà nhà tòa an tô phúc đề thất thằng và cha bề sĩ. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Vimanang Agato So Dukhi Dhammano Chatasa Sati Chara Panya Yisati Yati Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ahang Atha Mareyami Tainahi Jati Chara Yati Marangchi Hamunjitun Vitin Hari Yeseyamiti Pachayi Panaso Idani Tehi Hamunjitun Katang Katun Neva Janati. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Tati Yo Deva Duto Siddhartha Raja Kumaro Janasarakina Satin Mahalakanja Rojinja Pasito Tati Yang Ujjana Bumi Yang Charikan Ahin Ahinda Mano Dadaraptani Dusani Mi Miwa Santa Mahajana Kan Yang Sanipa Titang Chittakan Kari Yamana Sakin Kari So Sarathin Puchito Ita Pukalo
Kalakato aho siti yato anto bure ratang kajapesi. Để tôi sẽ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ví man năng agato so dukhi dum mano cha tát xá sa tí cha ra banh nha dít sa tí gia thí banh nha dít sa tí ma ra năng banh nha dít sa tí á hằng ép tha ma rây sa mí tê na hí cha tí cha ra gia thí ma giá lê hí banh mung chích tung vi thình bà dí dê xây xa mi tí bách cha dí bá ná sô ý đa ní tê hí bá mung chích tung cắt thăng ca tung lê quá cha na tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Rồi, bây giờ mình chuyển sang phần sửa bài tập ha. Vậy là phần đọc đoạn văn coi như là xong. Mình chuyển sang phần sửa bài tập bài số 15 hôm trước phần còn lại. Bốn phần bài tập lên các khách. Rồi giờ xin mời lớp sửa bài tập phần 5 câu bài tập bài số 15 từ tiếng Việt qua sang Bali. Sửa trong phần chat tiên, sửa trong phần chat rồi lớp sẽ copy vào bên này. Đồng thứ ba thấy tự bằng nguyện xe sau khi rời khỏi bằng phương để đi dạo đã nhìn thấy thi thể. Lần thứ ba thay tử và người đánh xe trên nó sau khi chắc sau khi rời khỏi vòng để đi dạo với cha đi tung và xa đâm ha đi khám mi toa đã nhìn thấy thi thể và sung và sung. Được rồi, lấy câu một này được nè. Mấy con học này được không? Lần thứ ba thái tử. Ở đây mình thấy là lần thứ ba nè, Tatiyan thái tử và người đánh xe. Đây hai chủ từ, thái tử và người đánh xe. Rời khỏi bằng cung, rời khỏi cái gì đó người ta dùng xứ xứ cách. Rời khỏi đi khám y toa, bằng cung xứ xứ cách. Rồi để đi dạo về biến cách. Rồi nhìn thấy thi thể. Động từ là nhìn thấy thi thể, động từ ở xuân nhì quá xuân.
Rồi câu số 2. Số 2. Sao thấy người thấy người già, người bệnh, người chết, thái tử không còn quy thích hưởng thụ ngũ dục? Thái tử, người già, mà là cành chá, rô viên chá, người bệnh, người chết, mà ta phục có lành chá. Bác sĩ tù hòa, người già, người bệnh, người chết. Đúng rồi, sao thấy người thấy người già, người bệnh, người chết, thái thứ tự. Thái tử không còn quy thích, bỏ chữ xô đi, chữ xô này nó cần. Ok, quy thích. Nó không đi tu hả? Nó phải quy thích. Không còn vui thích để hưởng thụ. Nếu mà dùng alpha quá nè cũng được mà hôn sư vậy. Không, cái này là mày dùng mà anh muốn pháo ví tung nó hay hơn. Không thích, không thích để thì nó hay hơn. Không thích trong thay thay, không thích trong, không thích để thì nghe nó hay hơn. Cái này cũng dùng vậy hay hơn. Còn ở đây phải chắc tâm nê chỗ này còn hơi đánh bóng cả bên trong bị hưởng thụ ngũ dục dùng gì lấy nhiều quá nhiều dạ nhiều rồi. Các Khánh cho cô coi là số câu số 1 chút các Khánh. Dạ. Rồi các Khánh ơi, cảm ơn các Khánh. Thank you.
số 3 hả? Thái tử suy nghĩ. Kinh tế tí thái tử suy nghĩ. Dùng chữ kinh tế tí đúng hay là phát chi hai tí đúng hơn sư? Dùng chữ trên thì nó hay hơn. Chữ ba chi hai tí hay hơn. Ừ. Đó sư sẽ kỹ lại sư. Cho nhân tiếng suy xoé chứ phải suy nghĩ sao cho bác trái nhân tiếng bác trái nhân tiếng chân tê tí nó hơi hợp hơn, còn cái kia thì nó cân nhắc hơn, kỹ càng hơn. Nên cái nó bay chài dí, cái chữ đó ai biết như biết không đúng á, chữ hai chữ trái chữ nổi hả? Chữ hai chữ hả? Bất thai nhỉ? Ta phải làm thế nào? Hàng cắt thăng. Ta phải làm thế nào? Kariyamiti Anuvati Tung. Ta phải làm thế nào để thoát khỏi sự sanh, sự sanh già thí. Cái câu trên nó viết sai nhiều quá, bỏ đi. Câu trên nó viết sai lung tung quá. Dạ, con lấy từ này xuống dưới thôi không sao. Ừ. Vượt qua gia thí ta viết thêm như cha tí cha ra gia thí cha ra gia thí gia thí không, nó có thiếu gì chữ a, thiếu chữ a thì chữ giác, chữ giác à, như thế cha gia thí ra gia đó, chỗ chữ d đó thêm chữ a gì a cái chữ y á hả Khánh, cái chữ y dài á, y dài bên đây nè chứ không, chữ y dài á cái này sao chữ y dài gia trường âm gia thí mar năng. Ta phải làm như thế nào cái thằng này để ở đâu ta? Để trước chữ kia sao chữ A hăng sao? Ừ, để trước chữ A hăng đi. Ờ, để cho nó hết cái vế của nó. Rồi câu đó vậy đi. Thank you.
Cô thưa sư, kể vậy cái bát cha dí là nó quá khứ hả sư? Quá khứ luôn đi cũng được. Không để hiện tại mà quá khứ sư sư. Có gì đâu, thầy tử đã suy nghĩ. Hả? Đã suy nghĩ. Nó là quá khứ. Đã suy nghĩ hả? Tại con không thấy chữ đã. Với lại cái chữ vừa qua là á ti quá ti tùng. Em chữ y nữa. Quá tí tùng. Quá tí. Cho cô coi số 2 lại tí đi con. Rồi con, rồi các Khánh. Sau khi nghe tin, cái chữ sau khi nghe tin đó, chữ tin nó lại phía trước đi. Nó có mù đi. Ở dưới để có mù đi. Đó thì dùng thì quá khứ nó nghe nó mới hay. Dí hả sư? Mô đi. Đi, đi, đi.
Ní. Bỏ luôn, bỏ bỏ chữ ái luôn. Lấy ní thôi, bỏ màu ní thôi. Long diện copy sát thân mang sư đi toa xuống dưới luôn. Mấy con thấy cái sàn xuống dưới. Để nó kia trước khi mắt à, để tắm. Cái sức tím. Rồi. Rồi cái câu đó dịch hơi ngược tí. Thay vì mình cái câu đó, đó thay vì mình dịch là sau khi nghe tin Thái tử đã nhìn thấy người già, người bệnh hoặc người chết, Đức vua tịnh phạn không vui. Câu đó đúng ra phải dịch vậy mới được. Nhưng mà ở đây dịch hơi ngược tí, Đức vua tịnh phạn không vui sau khi nghe tin Thái tử đã nhìn thấy người già, người bệnh hoặc người chết. Câu đó dịch đúng là phải dịch là sau khi nghe tin Đức vua Thái tử nhìn thấy người già, người bệnh hoặc người chết, Đức vua tịnh phạn không vui. Câu đó dịch đúng, có chút quan trọng là phải dịch chị nghe thấy được. Rồi. Khoan phút khác. Khoan. Tâm mạng của tất cả chúng sanh luôn bị đe dọa bởi sự già bệnh chết. Jivita sapasatta này. Nếu là dùng số nhiều thì phải chiếu tâm ý trung tính hết sự. Cái gì, chữ gì? Dạ, chữ Chivita, ta là trung tính. Nếu mà dùng số nhiều là tâm ý. Còn số ít thì là Chivita. Mà cái này dùng số nhiều, số ít xin cho con hỏi. Chúng sanh tâm mạng của tất cả sắp anh ăn rồi. Nếu mà dùng nhiều là số ít hay số nhiều, xin cho con hỏi. Cái này là dùng số nhiều. Này chắc số nhiều chúng sanh. Chữ chi á Khánh, chữ chi chứ không phải là chí. Trường Âm chữ y á, không, Trường Âm chữ y chứ đầu á. Chi mi ta ní.
Mà trung tính thì a dài a trường âm cũng là số nhiều mà. Ta gì là được rồi. Ít ti cũng được. Ủa xí bí. Đúng rồi. Đúng rồi. Cả trung xanh thì cũng nhiều. Còn mấy kia là xanh mà. Trung bì nè. Xanh, trung xanh mạng. Để chọn mỗi sự già bệnh chết từ già, cái chữ già này viết gì đâu đúng chữ già nè, già là chữ già là danh từ nữ tính cha ra giá. Để chữ già lại đi. Chưa ra. Chưa ra giá hả? Sự xanh, sự già. Tí, tí. Chữ già tí ma thì đúng rồi. Để chữ già lại đi. Để chữ chá rây ná này hả sư? Chưa ra giá. Chưa ra giá. Người kia này không nhớ từ, không nhớ cách, không nhớ danh từ. Ở đâu có chữ xanh sư, già mình cũng chết mà. Không nhớ chữ già. Bỏ chữ đó luôn hả? Chá luôn, chá luôn. Rồi. Sự già nè, sự chết, bệnh thiếu chết. Già bệnh. Nằm đầu á, chứ bệnh nằm sao chứ già. Chữ đó là đó được rồi, cắt chữ đó làm gì? Tức là chúng sanh bị đe dọa bởi. Già bệnh chết. Già vô đi. Già bệnh chết. Dạ. Chết không tự hay vậy là được rồi. Biết chữ dài vô. Má ha lá khen. Chữ dài là gì em? Chữ dài. Má ha lá. Dạ. Chết rồi nè. Cái nào? Chết rồi nè. Không phải chữ chá rê ná đâu đúng. Má hàn, má hàn lắc. Má hàn cá lê ná. Cá nè. Má hàn. Tao không biết chữ chá rai giá đi. Chá rai giá. Không có sự. Dạ. Chữ này á sư. Biết chữ A trường âm lắm. Chữ chá ra. Chứ đó là chữ già, chữ bệnh gia tiến chữ đó cũng được, gia tiến na, chữ chết chữ anh, chữ marne marna, chữ này cũng sai đúng không? Mara. Mara thì nó. Ma ra à, lộn rồi. Ma ra. Ma ra. Ma. Ma. Ma ra. 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 R. Ma ra. Nê. Anh lại trong dưới. Nói sai quá. Ma ra. Nê. Ma. Rồi nó được rồi. Chữ già bỏ chữ á. Khánh 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 Khánh. Chá là già hay chà đâu Khánh? Chá ra. Chữ á đó chá à. Chữ chá chứ không phải chữ chà à. Rồi. Chá ra. Còn câu 4 đó là xa xá năng á.
Sao sao nào? Đây là sao đây? Còn cái sàn tắc chi giảm tí nhưng mà là chí. Sàn sàn tá. Y gạch ngang đó, y ngắn gạch ngang. Chân từ nó ở giữa, từ thì ở giữa luôn anh. Có những phân tách chi giác tiếp. Nhưng mà chữ xấu đây chị biết ta sao nó sử dụng số nhiều rồi đó, chị biết ta số nhiều dùng chữ biết tăng lên dạ dạ dùng chữ biết tăng nữa tại con nói không nói. Ờ, xong hết chưa? Rồi, nhìn sang bài số 5. Ở bài số 16 giờ còn 30 phút. Bài số 16 mình xem coi bài số 16 học cái gì đây. Chỉ rằng một cái dạng cây dù và thơ vi nữa thì sẽ sử dụng cho thuộc về thơ vi nhà nô như là thằng hoa cá linh cá linh gà răng bài số 16 thiên sứ thứ tư. Thái tử Siddhartha lần đầu tiên nhìn thấy bậc xuất gia khi đang đi dạo trong vườn thượng viện với phu sa Chanh Mát. Đây là 16. Lịch sử điều kiện cách điên từ phụ thuộc cuộc đời Đức Phật. Bây giờ mình sao cái gì trước đây? Bây giờ học bản kia điều kiện cắt trước đi.
Anh kia điều kiện cắt trước ha. Để gì có cái bảng kia cái. Đây, bán chi điều kiện cắt. Bạn sao bán chi trước rồi sao phần văn phạm sao? Rồi xem bằng bán chi. Người thứ nhất số ít. Bác chi sang áp bác chi sang. À hàng bác chi sang áp bác chi sang. Số nhiều mới dân bác chi xâm ha áp bác chi xâm ha. Ngồi thứ hai số ít bác chi xe, áp bác chi xe. Số nhiều tùm hề bác chi sắc, xít thác, áp bác chi xít thác. Ngồi thứ ba số ít sò, bác chi sắc, áp bác chi sắc, bác chi xa, bác chi xa. Số nhiều tê bác chi sinh, sẵn su, áp bác chi sẵn su. Bác chi này thì khó tí à, để ngồi thứ nhất số ít. A hằng bá chi sang, a bá chi sang, số nhiều mới dân bá chi sâm ha, a bá chi sâm ha. Ngồi thứ hai số ít bá chi xê, a bá chi xê. Số nhiều tùm hề bá chi sát tha, a bá chi sát tha. Ngồi thứ ba số ít bá chi xa, a bá chi xa. Số nhiều tê bá chi sang su, a bá chi sang su. Ngồi thứ nhất số ít a hằng bá chi sang a bá chi sang số nhiều mi dân bá chi sâm ha a bá chi sâm ha. Ngồi thứ ba ngồi thứ hai số ít toàn bá chi xê a bá chi xê số nhiều tôm hề bá chi xít tha a bá chi xít tha. Ngồi thứ ba số ít sò bá chi xa a bá chi xa bá chi xa a bá chi xa số nhiều tê bá chi sang số a bá chi sang số. Rồi giờ mời lớp chia thử điều kiện cắt. Điều kiện cắt của động từ bách chất tí ha, động từ bách chất tí, rồi lớp chia thử. Khánh mời lớp chia thử giùm sư coi. Cái bạn chia nó hơi khó một tí. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin chia. Động từ bách chất tí, điều kiện cắt. Ngôi thứ nhất số ít, A Hằng, bách chít xăng, A bách chít xăng. Số nhiều má giang ba chiếc sân hà a ba chiếc sân hà. Ngôi thứ hai số ít toàn ba chiếc xe a ba chiếc xe. Số nhiều tâm hề ba chiếc sát thá a ba chiếc sát thá. Ngôi thứ ba số ít sô ba chiếc xá a ba chiếc xá ba chiếc xá a ba chiếc xá. Số nhiều tê bác sĩ sang xuống a à, bác sĩ sang xuống thưa sư hết. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc bản chia động từ bác chú tí điều kiện cách ngôi thứ nhất ngôi thứ nhất số ít a hằng bát chít xăng
Apachisang, số nhiều, má dàng, Pachisamha, Apachisamha. Ngôi thứ hai, số ít, toàn, Pachise, Apachise. Số nhiều, tùm hề, Pachisattha, Apachisattha. Ngôi thứ ba, số ít, so, Pachisá, Apachisá, Pachisá, Apachisá. Số nhiều, T, Pachisam, Pachisan số, Apachisan số. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyện ạ. Dạ, bà sư, con xin đọc bản chi động từ Pachati điều kiện cách ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, A hằng Pachisan, Apachisan. Số nhiều, má dăng, Pachisamha, Apachisamha. Ngôi thứ hai, số ít, toàn, Pachise, Apachise. Số nhiều, tùm hề, Pachisattha, Apachisattha. Ngôi thứ ba, số ít, so, Pachisa, Apachisa. So, Pachisa, Apachisa. So, Pachisa, Apachisa. Số nhiều, T, bác sĩ sầm xú. À, bác sĩ sầm xú. Dạ, con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Mangala Nandi đi. Dạ, thưa sư, xin đọc ngôi thứ nhất, số ít, á hằng, bác sĩ sầm, á bác sĩ sầm, số nhiều, má dăng, á bác sĩ sầm ha, á bác sĩ sầm ha. Ngôi thứ hai, số ít, toàn, bác sĩ sê, á bác sĩ sê, số nhiều, tôm hê, Pachisattha, Apachisattha. Ngôi thứ ba, số ít, so, Pachisa, Apachisa, Pachisa, Apachisa. Số nhiều, T, Pachisangsu, số, Apachisangsu. Dạ, xin xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin chia bản chia động từ Pachati điều kiện cách. Ngôi thứ nhất, số ít, á hằng Pachisan, à Pachisan. Số nhiều, má dăng Pachisan Samha, à Pachisamha. Ngôi thứ hai, số ít, toàn Pachise, à Pachise. Số nhiều, tâm hê, Pachisattha, à Pachisattha. Ngôi thứ ba, số ít, so, Pachisa, à Pachisa, Pachisa, à Pachisa. Số nhiều là T, Pachisamsu, à Pachisamsu. Nhà bà sư xin xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ Pachati điều kiện cách. Ngôi thứ nhất, số ít, a hằng Pachisang, Apachisa, Apachisang. Số nhiều, má dăng, Pachisamha, Apachisamha. Ngôi thứ hai, số ít, toàn Pachise, Apachise. Số nhiều, tâm hề, Pachisattha, Apachisattha. Ngôi thứ ba, số ít, so, ngôi thứ ba, số ít, so, Pachisa, Apachisa, Pachisa, Apachisa. Số nhiều, T, Pachisangsu, Apachisangsu. Dạ, thưa sư, con xin hết. Mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. À, thưa sư, con xin chia bảng đồng từ Pachati điều kiện cách. Ngôi thứ nhất, á hằng ít Pachit sang, á Pachit sang. Số nhiều, má răng Pachit sa, Pachit sam ha, á Pachit sam ha. Ngôi thứ hai, số ít, toàn Pachit se, á Pachit se. Số nhiều,
cung hê bất chí sát thá á bất chí sát thá ngôi thứ ba túi tô bất chí xá á bất chí xá bất chí xa á bất chí xa túi nhiều tê bất chí thăng phú á bất chí thăng phú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ngôi thứ nhất số ít a hàng pa si sang a pa si sang số nhiều ma dương pa si sam ha a pa si sam ha. Ngôi thứ hai số ít pa si se a pa si se số nhiều tâm hai pa si sa tha a pa si sa tha. Ngôi thứ ba số ít so pa si sa a pa si sa pa si sa a pa si sa số nhiều đề pa si sang su a pa si sang su. Là thứ sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bát cha tí điều kiện cách. Ngôi thứ nhất số ít á hăng bát xí xăng á bát xí xăng xí nhiều mây giang bát xí xăng ha á bát xí xăng ha. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chí xê a bát chí xê số nhiều là tum hê bát xí sát tha bát xí sát tha a bát xí sát tha. Ngôi thứ ba số ít là sô bát xí xá a bát xí xá bát xí xa a bát xí xa. Số nhiều là tê bát xí sang xú a bác sĩ sang xú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bát chá tí điều kiện cách là ngôi thứ nhất số ít á hăng bát chá xít sang a bát chít sang bát chá chít xăng số nhiều má răng bát chít xá bát chít xá xăm ha a bát chít xăm ha. Số ngôi thứ hai số ít toàn bát chá xít xê a bát chá xít xít xê số nhiều tâm hê ba bát chá ba chít sát há a ba chít sát thá. Ngôi thứ ba số ít là số ba chít xa a ba chít xa ba chít xa ba chít xá a ba chít xa a ba chít xa. Số nhiều là t ba chít xa ba chít sang số a ba chít sang số. Dạ thứ sư con hết ạ. Dạ, còn Phật tử nào muốn chia đúng không ạ? Dạ, thư sư đã hết rồi sư. Dạ. Bây giờ còn mười mấy phút nữa mình ôn lại bản chia tí luôn đi ha. Ôn lại bản chia khả năng cách với màn hình cách tí luôn đi. Và khả năng cắt. Giờ mà lớp ôn lại bản khả năng cắt. Giờ thay vì động từ bách chất tí thì mình chọn một động từ nào khác ha. Động từ nào khác để chia cho khả năng cắt. Ví dụ như động từ phun nhất tí. Ngôi thứ nhất số ít thì phun chây gia mí. Thứ nhì phun chây gia má. Toàn phun chây gia xí. Còn hay phun chây gia thá. Thô phun chi giá, tê phun chi dung. Ví dụ vậy. Chọn một động từ nào đó ha, một động từ nào đó chia cho động từ này ở dạng khả năng cách. Rồi xin mời lớp ôn lại phần chia động từ này một tí.
Rồi ai chia được chia tay lên để chia đi. Chọn đồng từ nào đó ha. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin chia động từ đa mê tí. Á hăng, đa mê gia mí, số nhiều, má văn. Đa mê gia má, số ngôi thứ hai, số ít, tuần. Đa mê gia xí, số nhiều, tôm mê, đa mê gia thá. Ngôi thứ ba, số ít. Đá mây gia giá, số nhiều, T, đá mây dung, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin chia động từ phá hóa tí. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng, phá về gia mí, số nhiều, má giang, phá về gia má. Ngôi thứ hai, số ít, phá về gia xí, số nhiều, tâm hê, phá về gia thá. Ngôi thứ ba, số ít, phá về giá, số nhiều, tê, phá về dùn. Thưa sư, xin hết. Dạ. Lan Lê à. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ phút chát tí là hỏi. Ngồi thứ nhất, số ít, á hằng phút chê, á hằng phút chá tê gia mí, số nhiều má dân, phút chá tê gia má. Ngồi thứ hai, số ít, tăng ba chút, phút chá tê gia xí. Con tên gì? Dạ, phút chá tí là hỏi đó sư. Phút chá tí hả? Dạ. Vậy là phút chê gia mí. À, dạ, nãy chia dạ, ra. Dạ thưa sư, con xin chia, con xin đọc lại. Ngôi thứ nhất, số ít, á hằng, phút chá tê gia mí. Không, phút chê gia mí. À, phút chê gia mí, dạ. Dạ con cảm ơn sư. Số á, ngôi thứ nhất, số ít, á hằng, phút chê gia mí. Số nhiều má văn, hút chê văn má. Ngôi thứ hai, số ít, tăng, hút chê gia xí. Số nhiều tâm hê, hút chê gia thá. Ngôi thứ ba, số ít, sô, hút chê giá. Số nhiều, hút chê dâm. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn chia nữa không? Rồi có mấy người vậy? Dạ, có ba Phật tử đã chia rồi thôi. Dạ, còn mấy phút rồi. Giờ mệnh lệnh cắt ha. Em bảo mệnh lệnh cắt nữa thì nghỉ. Mệnh lệnh cắt. Đây. Mệnh lệnh cắt mình có ngôi thứ nhất. Á hằng. Bái cha mí sư nhiều mi dân bái cha má. Ngôi thứ hai sư ức toàn bái cha. Bái cha hí. Số nhiều tụng hề bái chát khác. Ngồi thứ ba số ít so bái chát tú. Số nhiều tê bái chân tú. Nhưng ở đây mình không chia động từ bái chát tí. Mình chọn một động từ nào đó. À, chọn một động từ nào đó để chia chứ không chia động từ này. Chọn một động từ nào đó để làm mẫu để chia. Rồi xin mời đó. Dạ,
xin mời cô Diệu Bảo. Dạ thưa con xin chia động từ ná giá tí là dẫn dắt à. Dắt dẫn à. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít. Á hăng ná gia mí. Số nhiều má văn ná gia má. Ngôi thứ hai số ít phân. Ná giá. Ná gia hí. Số nhiều tâm hê. Ná giá thá. Ngôi thứ ba số ít. Sô, ná giá tú. Số nhiều tê, ná danh tú. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia động từ cha na tí là biết. Ngôi thứ nhất số ít á hàng. Cha na mí, số nhiều má giang. Cha na má, ngôi thứ hai số ít. Cha na động từ a chắc không được, động từ a nó có bản chia khác. Dạ. Từ a nó có bản chia khác mà. Cái này dạng á thôi. Dạng á tí thôi. Dạ. Dạ. Thôi con chia động từ phá vá tí lại ở mà lên cách. Á hăng. Phá va mí, má văn, phá va má. Ngôi thứ hai số ít, toàn, phá quá hí, số nhiều tâm hê, phá quá thá. Ngôi thứ ba số ít, phá quá tú, ngôi thứ ba số nhiều, tê, phá quan tú. Thưa sư xin hết. Rồi, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin chia động từ quá đá đi, quá đá tí là nói ạ. Dạ thưa sư, con xin được chia động từ quá đá tí. Ngôi thứ nhất số ít á hăng quá đa mí. Số nhiều má văn quá đa má. Ngôi thứ hai số ít toàn quá đá, quá đa hí. Tâm hê, số nhiều tâm hê, quá đắt thá. Ngôi thứ ba số ít xô, quá đắt tú. Số nhiều tê, quá đanh tú. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, đi sư công trụ, đồng kỳ sách chai giá tí là tụng đạp của Lương Sư. Ai được, sách chai giá tí. Dạ, con xin chia đồng kỳ sách chai giá tí và mê này gắt. Ngôi thứ nhất số ít á hăng sách cha gia mí. Số nhiều má văn sách cha gia má. Ngôi thứ hai số ít tăng sách cha giá sách cha gia hí. Số nhiều tung hê sách cha giá thá. Ngôi thứ ba số ít số sách cha giá tú. Số nhiều tê sách cha gia anh tú. Vậy cậu xin thấy nha. Dạ xin mời Phật tử Mang Ga Lán Anh đi. Dạ con chia động từ bí vá tí á sư. À. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng bí và mí. Số nhiều má văn bí và má. Ngôi thứ hai số ít toàn bí và hí. Số nhiều tâm hê bí và tha. Ngôi thứ ba số ít sô bí vá tú. Số nhiều tê bí và tú. Dạ tôi xin xin hết. Rồi có. À, xin mời Phật tử Tham Mỹ Cá Liễu. À, thưa sư con xin chia đồng từ trả đáp tự ý. Mình nhìn cách. Ngôi thứ nhất á hăng. Chá quá mí. Số nhiều má răng. Chá ma má. Ngôi thứ hai quang. Chá ma hí.
tu nhường tu mê cháo quá khá ngôi thứ ba tu ít tô cháo quá tú tu nhiều tê cháo quan tú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ quan đá tí được chưa? Quan đá tí là đánh lễ đó sư ạ. Được. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng quan đa mí. Số nhiều là mấy gian quan đa má. Ngôi thứ hai số ít là toàn toàn quan đa. Quan đá. Dạ con xin lỗi. Dạ. Quan đá. Quan đá thí. Quan đá thí. Ngôi thứ hai số nhiều là tung hê quan đá thá. Ngôi thứ ba số ít là sô quan đá tú. Số nhiều là tê quan đá quan đăng tú. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lăng Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ hát sát tí là cười á sư. Ngôi thứ nhất số ít á hăng hát sa mí. Số nhiều má dăng hát sa má. Ngôi thứ hai số ít tần hát sa. Số nhiều hát sa hí. Dạ không phải. Ngôi thứ hai số ít hát xá hát xa hí. Số nhiều tâm hai hát xa thám. Ngôi thứ ba số hát xa thú hát xa tú. Số nhiều tê hát xa tú. Dạ thưa sư con xin hát. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin chia cái động từ kha đá tí sư. Ngôi thứ nhất số ít là kha đá mí. Á hăng kha đá mí. Số nhiều là má dăng kha đá má. Ngôi thứ hai số ít là toan kha đá. Kha đa hí. Số nhiều là tâm hê kha đa thá. Ngôi thứ ba số ít là sô kha đa tú. Số nhiều là tê kha đăng tú. Và bà sư xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ quá xá mi quá xá là động từ sống ngữ. Con xin chia là ngôi thứ nhất là á hăng quá xá mi. Số nhiều là ma văn quá xá ma quá xá má. Ngôi thứ hai là con quá xa và quá xa hí. Số nhiều là tâm hê quá xá thá. Ngôi thứ ba số ít là sô quá xá tú. Số nhiều là tê quá xa tú. Dạ thưa sư con hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn chia nữa không ạ? Rồi, kết thúc được rồi. Dạ. Dạ rồi. Rồi, mình nghỉ ha. Có cái chung còn đến đúng không? Còn dạ, thưa còn, không? Thưa sư. Rồi, kết thúc được không? Dạ. Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh
thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính chị An Sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room mà có phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiền. Akasatha Chavamatha Diwanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhang Thusasanang Akasatha Chavamatha Diwanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhang Thunogaru Akasatha Chavamatha Diwanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhang Thunyatayo Akasatha Chavamatha Diwanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhang Thubani No Akasatha Chavamatha Diwanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhang Thunosada Idang watano punyang asawa kaya wahang hodu anagati kane sa thu. Dạ, chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư ngủ ngon, một đêm an lành ạ. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định, quận 6 mở được Zoom ạ. Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn. Dạ, trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Pali này vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, buổi học Pali đến đây là kết thúc ạ. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư với con sư ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ. Dạ.